lùi. Tuyệt vời. Miết. Hai con luôn. Quá dễ sướng rồi đó nhà. Quá. Trong vực sấy thì dính luôn ngoài. Wow. Tuyệt quá. Chào cả nhà mình nhé. Thì chiều nay đi làm việc sớm thì có chạy ra ngoài khu vực lãng hoa này để câu cá, hy vọng là có cá để gửi đến cả nhà mình xem. Thì hôm bữa cũng có lại đây câu mà mấy lần cả nhà, lần nào cũng được nhiều cá hết, thì lần này cũng hy vọng vậy. Nhưng bữa nay thì đi hơi chiều cái nè, nắng quá à, sợ cá nó không ăn. Mỗi bữa thì chịu câu rất sáng sớm không mà cả nhà. Và bây giờ cả nhà cùng theo chân vui đi câu nhé, để hy vọng là có cá để có clip tăng lên cả nhà mình xem nha. Miếng nhất rồi mấy bạn ơi. Này làm như nó ăn yếu. Nãy giờ ghĩa câu không lôi. Okay. Mới nhắc là lôi kìa nha. Lôi. Tuyệt vời. Ai da. Từ trong ghĩa từ nãy giờ vẫn không chịu lôi luôn đó nha. Đây được miếng nha, được miếng nhất đầu rồi nha cả nhà. Điểm cũ rồi cả nhà ơi, trong lôi luôn cả. Miết luôn bạn ơi, miết luôn, lên luôn cọc cho đẹp coi. Đó 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 đó. Miết. Hai con luôn, quá dễ sướng rồi cả nhà ơi. Thôi để vô gỡ hai thằng này cái nhà. Đậu phộng nó ăn nữa, lên lặn cọc không chị đâu. Chỗ này chưa bao giờ làm vui thất vọng thì cả nhà ơi, lại đây vui đi với cha vui cũng có, đi một mình cũng có, thì nó dính hoài, lần nào cũng dính cũng được ngoài 20 con vậy đó cả nhà. Ngon lắm. Đây móc gỡ từng này cái hả xuống mồi, giờ vui xuống mồi nha cả nhà ơi. Mới lại làm được hai con lượt là thấy cũng phái rồi, mà bữa nay nghe vẻ nó ăn yếu hơn mọi ngày nha cả nhà. Mọi ngày cho vui đi ngồi chút xíu là nó ăn, bữa nay nó ăn hơi bị chậm. Đây bữa nay cần luôn kiếm hên thôi. Không thèm ăn luôn cả, trồng lội cả nhà ơi. Ôi trời ơi, lôi kìa, ngoài lôi nữa kìa, hết mồi luôn. Đó, trong vực sấy thì dính luôn ngoài. Wow, ghê quá. Bên kia ta cắt cái ồn nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời đã. Đây. Thôi lên cặp nữa cả nhà. Vực nó vô vực sấy hơn từng trong. Bự bự gì vậy? Câu đã rồi. Cái này thì không bự lắm nha cả nhà. Không rồi rồi, mà chị đang nói đây. Đây móc mồi đó. Xuống luôn nè. Rồi mới móc buông ra rất ngon. Đang xuống cần này là cần ngoài có tín hiệu ăn nữa rồi cả nhà. Làm lệnh cặp cặp như vậy cho nó đã. À, ngoài chuẩn bị lôi nữa nhà, nó phất vô cái cây chắc phải nhà không thấy có phải. Chồng cũng ăn luôn kìa, nhát ăn quá. Mỗi ngày để xuống là nó ăn, nó lôi lẹ lắm. Bữa nay chắc vô câu nhiều lần quá hay sao á, nó bị nhát, nó ghĩa hơn là nó lôi. Đây là khu vực làng hoa Sa Đéc nha cả nhà. Ta đâu đâu cũng trồng hoa kiển không mà cả nhà. Cái vòng bập hôm bữa vừa thấy, bữa nay nó tàn đâu mất tiêu rồi. Hôm nay ta trồng bông bập, sau lưng vô thì ta trồng bông hồng. Sau lưng cũng có cái ao như vậy nha cả nhà. Mà vô câu bên đây à, bên sau lưng câu không ăn. Sao vô ta mới ghé qua đó lại buông à. Nhát ăn quá cả nhà, bữa nay cá ăn yếu quá.
ngoài luôn. Rồi, chuẩn bị lôi nè. Đó, miết xuống cái giật chính cơ mới giật sảy đó bạn. Kìa. Hai cần cái lĩa 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 chứ mà thóc lôi. Cái coi dễ hoài vậy, hết mồi. Cá nhỏ dễ không? Ngoài thì nãy giờ không lôi mà có dễ xe vòng vòng. Từ hồi nãy tới giờ luôn mà nó không chịu lôi rồi đó nha. Bực thiệt sự chứ. Bên ngoài lôi. Lôi cả nhà ơi. Ủa, đợi chờ nãy giờ. Nó bự luôn. Trong lôi luôn nè. Trời ơi. Thấy lợi từ ngoài dở lên rồi nó mới lôi tức. Dịch không kịp còn dông cả nha. Đây, cá chà bá luôn nè. Thôi, để vô gỡ cái cả nhà. Đợi tự nãy giờ mới giật được đó. Rồi đó, này phần trọng lôi nha cả nhà. Nãy giờ giật sảy nó mấy cái rồi cả nhà. Chính rồi nè. Đó. Nãy giờ vô lại đây là cũng cỡ 15 phút thì nó lôi được 4 lần cả nhà phần trong rồi nè. Mà giật dính được 2 con. Ngoài thì lôi phát nào dính phát đó luôn. Đây, tự không mà cả nhà, không có nhỏ nha. Chưa chịu kéo, không biết rồi chừng nào nó mới kéo đây. Để vô móc hồi chừng này vô xuống cái. Đây. Chưa chịu lôi nữa. Về có người lôi cho nó ăn. Cá này cũng kiểu giống như là nó nhét thôi mọi ngày đó nha. Bữa nay dính cá chất lượng hơn mỗi bữa. Này dính cá bự bự không à. Luôn em ơi, ngoài chưa ăn nữa kìa, lâu ăn thế nhỉ. Đây, sữa còn ngoài đây kìa. Đợi thôi cả nhà ơi. Mới nói đợi thôi cả nhà ơi là thằng trong nó lại lôi tiếp rồi. Ôi trời ơi, nó nhử vui rồi. Còn mồi luôn, xuống lại luôn. Mới còn biết mồi để xuống ăn nữa kìa. Lôi nè bạn ơi. Giờ tới cần trong tỏ sáng nha. Nãy giờ chê nó nè. Ngoài nãy giờ nhớ giờ tới cần trong ăn nè. Thằng chồng đâu nhé cả nhà, bữa nay dính cá ngon ngon không à. Rồi để vô gỡ cả nhà ơi. Ngoài giờ chưa thấy động tĩnh gì luôn. Ngoài lôi rồi cả nhà ơi. Đang bóc mồi cần trong mà cần ngoài đó nó kéo nè. Miết xuống cái giật luôn em ơi. Rồi, rồi chán chưa. Rồi đó cái nó về qua đó cái này. Miết cái giật luôn em ơi. Gác xuống cần trong luôn. Mày lôi cho mày lôi luôn. Ăn luôn cả. Trời ơi, cần trong lôi trước luôn. Lôi dòm cần ngoài. Đó, ngoài lôi cho cả nhà. Úi. Rồi hết mồi cần ngoài luôn rồi cả nhà. Đây là giúp được cần trong nè. Quá trời ăn. Bự bự không cả nhà. Quá trời bữa nay nó ăn. Tính đâu nó ăn yếu mà đúng thiệt ăn yếu được mà nó ăn lặn cặp không à. Rồi, để vô gỡ cái. Ở trong để xuống là đớp, để xuống là đớp rồi.
ngoài bữa nay nó nhơi ăn hơn. Mỗi ngày du câu ở ngoài nó ăn mạnh hơn trong, bữa nay sao nó chốc nó ăn mạnh hơn ngoài. À, hôm nay du câu mà chú quên nói với cả nhà mình là du câu bằng mồi tép rong nha cả nhà. Tại vì dòng khu vực của du ở đây thì cá phi nó nhiều cho nên du câu bằng mồi tép rong. Mỗi khi chỗ nào mà đi câu gô đồng thì du sẽ đi câu bằng mua dế câu. Du ít câu mồi cám lắm cả nhà, ở đây không có sông lớn cho nên câu mồi cám nó thua cả nhà, đa số là cá đồng không à. Du, hôm nay là du lại đây du câu cá phi, là du xác định đi câu cá ruột phi là du câu bằng mồi tép rong không nha cả nhà. Ghé hoài luôn không chịu lôi cho dịch con gái nữa. Rồi cực ngoài lôi rồi cả nhà, nãy giờ cực ngoài nó nhơi quá mà. Đó, giờ thấy nó lắc cái vào, nó lắc qua lắc lại là nó muốn lôi rồi. Đó là gỉ xuống giật cái đẹp luôn các bạn, đó giờ bạn chọc quê hoài luôn. Cá bên đây đúng là nhát ăn thì cái nhà du câu hôm nay du câu 4-5 lần rồi, cái nó làm như nó bị không biết nói bắt hết cá là chắc không phải, cả nhà giữ lắm nhiều cá phi ở cái địa này giữ lắm, nhưng mà mình câu nhiều lần quá nó bị bể, bể mồi nó nhát, nó khột lắm cả nhà. Sao vậy nè, kéo mà hai cần cần nào cũng lắc qua lắc lại mà không chịu lôi gì. Đó rồi, lôi lụm bị nhé kiếm phải vậy chứ. Trời ơi, đợi từ nãy giờ đúng không nha, câu đợi là đợi cái giây phút mà nó lôi phao giật thôi. Đây chà má luôn ngon lành, còn cần kia thì nó cứ ghĩa tới luôn rồi, nó chưa chịu lôi nữa. Nó dễ hoài luôn, nó không lôi. Úi dồi ôi, lôi đi bạn ơi, còn dĩa nó giờ hơi bị lâu rồi đấy. Gì đâu, vui là vui mê câu lắm cả nhà, nghỉ làm là vui đi xách câu, vui đi câu liền. Ở đây chứ được như quê ngoại vui, tháng này câu cái gô đồng thì thôi rồi, ơi rồi thôi tha cho em đi chị ơi, chị ghĩa hoài ấy, cực ngoài ngoài ăn đấy cả nhà, ăn mà chưa chịu thôi ha, giống cái kiểu như là ăn mà bị ăn cái kiểu hơi nhát nhát này. Bộ vô bắt hết cá nhỏ, còn cá hơi bự lại cái đang khôn hơn cá nhỏ cả nhà. Lôi vô trong cái cây đó, đó, đó. Từ ngoài muốn lôi vô cái trời đó rồi, không có cái cây không nhìn thấy cái phao, không có chuyện giật. Xuống đúng rồi, ui cũng được, cái đầu nhỏ mà được cả nhà ơi. Chính con hai con nữa chắc vừa về quá cả nhà ơi. Nắng ba giờ này còn nắng khiếp luôn cả nhà. Với tại bữa nay vô câu ít chiều nữa nên cá nó ăn hơi yếu cũng phải cả nhà, nắng quá nắng. Đó, ở trong kìa. Trong nãy giờ giữ hoài luôn á chặt cả nhà, nó chịu lâu
Ôi, xin dính con nó về, ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ mới dính rồi cả nhà. Rồi vụt luôn rồi. Úi trời ơi, nó đen. Hay thành quả câu hôm nay có vui nha cả nhà. Cũng không thua gì mỗi bữa đâu cả nhà. Bữa nay dính cũng khá là nhiều nè cả nhà. Cá ngon ngon không à. Đi về luôn cả nhà ơi. Dạ. Cũng cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng vui và dành thời gian xem theo dõi video của vui. Và câu cá thì bữa trước bữa thắt cả nhà thì bữa nay cũng tha khá, thì cũng mình để có được cái clip cũng để đỡ để gửi đến cả nhà mình xem ha. Tôi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Thì cả nhà vui này, hôm bữa vui đi vui mặc nguyên combo xanh thì ở cá ăn nhiều quá, nay vui vẫn là tiếp tục bộ này cả nhà, nhưng cũng vẫn là may mắn. À, giờ này mà còn nắng quá cả nhà, chiều rồi đó mà còn nắng quá trời luôn. Mới vô được nữa ha. Giờ vô tới clip ở đây nha. Chào và hẹn gặp lại các nhà mình trong những clip tiếp theo nhé.